Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Mình là Nguyễn Hà Đông. Và ở trong video này thì mình sẽ không chia sẻ về trick về CDA nhiều, mà mình sẽ chia sẻ với các bạn một bản Việt hóa của một trick khá là nổi tiếng, giúp các bạn thể chạy đa nhiệm ở trên các thiết bị iOS. Đó là trick tag. Hôm qua thì mình đã đăng một cái bản Việt hóa ở đây rồi, mà bản này là bản chưa hoàn chỉnh và mình chưa Việt hóa hết. Và hôm nay thì mình đã Việt hóa thành công cái bản tag này. Mình đã đưa lên social cho các bạn để các bạn sử dụng. Và bây giờ mình sẽ vào, mình show cho bạn trước để bạn thể thấy được cái ngôn ngữ tiếng Việt ở trong cái bản này. Bản này thì mình đã Việt hóa 100%, mọi ngôn ngữ đều là tiếng Việt ở đây rồi. Các bạn không hiểu thì có thể đọc tất cả những chú trích ở bên dưới, mình cũng đã Việt hóa hết ở đây. Các bạn có thể xem và tìm hiểu về cách sử dụng của nó. Mình giới thiệu qua về cách mình đang dùng cái tag như nào. Thì mình chỉ dùng để đóng ứng dụng và kích hoạt cái chế độ chạy đa nhiệm thôi. Tức là mình chỉ dùng ở phần đầu tiên là kích hoạt lên để mình đóng ứng dụng. Và đóng ứng dụng thì mình dùng cái gì? Mình chuyển sang phần dùng màn hình ở đây. Thì mình chỉ dùng bên phải là Quick App là để đóng ứng dụng. Đây, bước bên phải là đóng ứng dụng. Chưa? Như vậy thôi. Còn dùng thêm một cái nữa để chuyển đa nhiệm thì mình dùng cái phần chuyển đổi nhanh ở đây. Mình chuyển thành vùng màn hình ở góc bên trái. Thì là góc bên trái nên dùng nó thành cái đa nhiệm, tức là vuốt góc bên trái lên nó lên đa nhiệm, và vuốt góc bên phải thì nó ra ngoài màn hình chính đó. Nó còn rất nhiều tính năng khác, ví dụ như là khóa thiết bị, mình đang để là trượt xuống và chạm hai lần vào khoảng trống, tức là ở trên màn hình chính như đây, hoặc là màn hình khóa, các bạn chạm hai lần vào khoảng trống này lập tức thiết bị được khóa vào, được chưa ạ? Rồi mình quay lại. Còn là các bạn không thể tùy chỉnh khác như ở trượt bên trên cạnh trái, trượt trên cạnh phải này, trượt dưới này, có rất nhiều tính năng để các bạn chọn. Hoặc là hành động khi mà trượt trang xuống dưới ở cái trang đa nhiệm ở đây, đa nhiệm đây, khi bạn trượt trang xuống thì có những hành động gì. Ví dụ như ở đây mình để gán thao tác ở cái phần trang chính là phần trang chủ ở đây, đây là trang chủ và các trang ứng dụng ở trong các trang bên cạnh như này. Thì mình đang để cái trang chính là thoát tất cả ứng dụng và cái trang ứng dụng là thoát tất cả ứng dụng khác. Tất cả sao? Tức là khi ở trang chính như này, mình vuốt xuống như này, tất cả ứng dụng ở bên tay trái của mình đều bị thoát hết. Và khi mình ở trong ứng dụng, ví dụ ở cài đặt và mình vuốt xuống như này, thì tất cả các ứng dụng khác ngoài cái cài đặt ra đều bị xóa hết ở dưới. À, được chưa? Được chưa? Thì đây là cái bản tương thích với bản iOS 9 chấm, kể cả 9.2 thì 9.3.3 các bạn đều có thể chạy được và đã được active hoàn toàn rồi. Bạn chỉ cần cài tag về, chọn active ở trên hình là xong thôi. Và bây giờ để cài đặt nó như nào, để cài đặt cái tag bản Việt hóa này về thì mình đã add sẵn ở trong CDA rồi, cũng đưa vào trong file dev các bạn dùng rồi. Các bạn chỉ cần lên trên CDA, chuyển sang mục các nguồn, thêm cho mình cái nguồn ở trên hình, nguồn của iOS Việt đấy, cda.iosviet.vn ở đây. Các bạn có thể vào luôn trong nguồn này ở mục tất cả các gói này, tìm đến phần chữ T có thích tag, đây là tag bản Việt hóa, đây có cả hình ảnh của nó ở dưới luôn, tương thích với iOS 7.8.9, hoạt động tốt trên 9.x, kể cả 9.2 đến 9.3.3 đều hoạt động được. Thì các bạn chỉ cần cài đặt về là xong rồi. Mình cài đặt lại về, cài xong cái các bạn vào trong cài đặt mục tag, chọn active lên và sử dụng bình thường là ok. Các bạn có bất kỳ những câu hỏi, bất kỳ những cái yêu cầu về việc khóa một cái trick nào đó thì để comment ở video bên dưới, comment phía bên dưới hoặc inbox vào Facebook cho mình nhá. Mình sẽ ưu tiên những cái trick mà các bạn hay dùng để mình việt hóa trước, và dần dần mình sẽ việt hóa hết những cái trick các bạn sử dụng. Rồi ok, bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.